over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Thì như các bạn có thể biết thì trong phân khúc laptop gaming thì MSI đã có một chỗ đứng vô cùng vững chắc rồi. Và hãng cũng đã ghé thăm một thị trường mới, đó chính là các mẫu Ultrabook hiệu năng trung bình và cao. Thì ở năm ngoái đã có mẫu sản phẩm PS42 rồi, và năm nay sẽ là mẫu sản phẩm MSI Protip. Thôi, mình đọc tiếng Anh hơi kém một chút thì tên sẽ hiện ở trên màn hình ngay đây này. Đó, thì mình sẽ nói luôn về mức giá. Thì sản phẩm này có mức giá rơi vào khoảng độ dưới 38 triệu đồng. Thì tại sao một mẫu laptop gọi là Ultrabook Gaming lại có mức giá cao như vậy? Thì đầu tiên mình sẽ nói về phần thiết kế đi. Thì đây là một sản phẩm không thuần về gaming, thế nên nó giống như một mẫu dành cho doanh nhân vậy. Vậy anh em có thể nhìn này, mình sẽ cầm luôn sản phẩm lên. Đó, cực kỳ mỏng và cân nặng cũng tương đối ấn tượng, chỉ rơi vào khoảng độ trên 1 cân và dưới 2 cân, cụ thể là 1,6 kg. Thì yếu tố đầu tiên làm nên giá trị của chiếc laptop này đó chính là về phần màn hình. Thì phần màn hình của mẫu laptop này là màn hình 15,6 inch, có con giải Full HD, tấm nền IPS. Tuy nhiên là có độ phủ màu lên tới 100% giải màu sRGB. Thì điều này mang lại ý nghĩa gì? Đó chính là việc anh em có thể chỉnh sửa video này từ cường độ trung bình, cao hoặc là có thể nặng, vẫn hoàn toàn hợp lý ở trên mẫu màn hình này. Còn về chơi game cũng như xem phim thì quá là tuyệt vời rồi. Và cấu hình của máy cũng tương đối là thú vị khi máy sử dụng một CPU tiết kiệm điện đi cùng với một card đồ họa rời. Cụ thể ở đây là CPU Core i7-10710U và card GTX 1650. Có bộ nghe nghẽn thôi. Nghẽn à? Các bạn có đồng ý với mình là ngay sau khi nghe tới phần cấu hình, anh em nghĩ là ui giời, sản phẩm này nghẽn rồi không? Thì liệu có nghẽn hay không? Nếu như mình bảo sản phẩm này không hề nghẽn thì anh em có tin không? Không tin đúng không? Vậy thì mình sẽ phân tích một chút về yếu tố này nhá. Thì tại sao mình lại nói vậy? Đầu tiên thì sẽ về phần card đồ họa đi. Thì card đồ họa ở đây là GTX 1650. Thì GTX 1650 sẽ mạnh hơn khoảng 10% khi so với 1050 Ti 4GB. Về sức mạnh là vậy rồi đúng không? Các tựa game như kiểu là LOL này, Dota này, hay thậm chí là CSGO, Max Setting, hoàn toàn một cách bình thường thôi. Còn các tựa game nặng hơn một chút như kiểu PUBG thì mình khuyên nên dừng ở mức 2 setting thôi, không nên cố kéo lên Ultra làm gì cả. Đương nhiên thì vẫn chơi được rồi, còn chơi có được mượt mà hay không thì mình không dám khẳng định trước đâu. Tiếp theo đó chính là phần CPU. Kể từ Core i7 thế hệ thứ 8 thì Intel đã nâng lên từ 2 nhân lên 4 nhân và 8 luồng, và sang tới thế hệ 10 đã được nâng lên là 6 nhân và 12 luồng. Nhưng vẫn là dòng U. Ok, thì chúng ta sẽ tạm thời chưa bàn đến dòng U. Thôi mình sẽ bàn luôn đi. Dòng U là phần gọi là dòng tiết kiệm điện khi có TDP chỉ khoảng độ 15W thôi. Nhưng mà có thực sự là yếu hay không? Thì với chiếc CPU Core i7-10710U này, anh em sẽ có 6 nhân 12 luồng như mình đã nói. Xung nhịp base clock thì tương đối thấp, chỉ là 1.1GHz. Tuy nhiên xung nhịp turbo boost lại tương đối cao, đạt đến 4.7GHz. Nghe có vẻ hấp dẫn đúng không? Thì không biết thực lực liệu ra sao, liệu có đủ để tản nhiệt để máy đạt được mức hiệu năng đấy không. Và mình cũng đã có một vài bài test từ nhẹ tới nặng về chiếc laptop này, mà mình sẽ show ngay lên màn hình cho anh em thấy đây. Vậy thì ban đầu mình có suy nghĩ như anh em thôi, ui một mẫu laptop nó mỏng như thế này mà xung nhịp CPU lên tận 4.7GHz cơ mà, thì làm sao có thể tản nhiệt được. Nhưng mà tuy nhiên sau khi làm bài test thì mình đã tương đối ngạc nhiên về mẫu laptop này. À, và mình cũng nói trước là 4.7GHz này chỉ là xung nhịp turbo boost tối đa cho đơn nhân thôi, còn với đa nhân thì nó sẽ thấp hơn từ một chút đến nhiều chút. Thì cụ thể ở đây là khi mình stress test cả 6 nhân cùng một lúc thì xung nhịp sẽ đạt ở mức 3.9GHz. Anh em có thấy, ui 3.9GHz tại sao quảng cáo lên tận 4.7 cơ mà? Nhưng mà khoan, 3.9GHz này là ở trên cả 6 nhân luôn. Nhưng mà có một điều hơi lạ ấy, mặc dù nhiệt độ cũng tương đối là thấp, khoảng độ dưới 90 độ C thôi. Tại sao dưới 90 độ C lại thấp? Bởi vì nó mỏng nhẹ mà, 90 độ C vẫn còn là bình thường. Và còn 6 nhân cơ mà. Nhưng mà lại gặp một cái lỗi tương đối là khó hiểu, đó chính là việc CPU sẽ bị hạ xung từ 3.9 xuống mức base clock, tức là mức 1.1, lại nhảy lên 3.9 luôn. Thì mình không rõ lắm đây là lỗi về phần mềm hay throttling nữa. Mình không nghĩ là throttling đâu. Vì nếu mà xảy ra hiện tượng quá nhiệt đấy thì nó sẽ giảm từ từ, chứ không thể giảm một phát tụt một cái gì đó xuống nhanh như vậy được.
Thì mình mong MSI sẽ xử lý vấn đề này trong các bản cập nhật trong tương lai. Ok, có lẽ bài test này tương đối nhẹ nhàng. Vậy thì mình sẽ đẩy đến giới hạn của chiếc laptop này. Đó là mình sẽ stress test cả GPU lẫn CPU. Thì khi mình stress test thì GPU sẽ ở mức 70 độ C, hoặc là dưới 70 độ C một chút thì nó sẽ biến động tương đối nhiều. Và xung nhịp sẽ nhảy biến động một chút, thì dao động khoảng độ sụt khoảng tối đa là khoảng độ 3% thôi. Thì điều này khi anh em chơi game sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Còn xung CPU thì sẽ khác biệt tương đối lớn khi so với việc mình chỉ stress test CPU. Thì CPU sẽ duy trì 6 nhân ở mức 2.8GHz và không hề có hiện tượng giảm xung, mặc dù nhiệt độ vẫn tương đối là cao so với số xung nhịp, đó chính là 88 độ C. Nhưng mình cũng không hiểu tại sao mình stress test cả hai mà xung nhịp giữ ổn định ở 2.8 mà khi mình stress test mỗi CPU thôi thì lại 3.9, 1.1. Khó hiểu thế nhỉ? Được rồi, bỏ qua đi. Thì dù sao đây cũng là một sản phẩm mới, và việc anh em test bằng CPU Z hay là phần mềm MSI Afterburner thì đều sẽ không hiện lên được phần nhiệt độ của CPU. Thì mình nghĩ anh em khi mua sản phẩm này về ấy, mà muốn xem thông số cấu hình ấy, thì bật lên mà không thấy bảo ôi chả nhẽ lừa mình, thì không phải đâu. Cái này sẽ đợi một khoảng thời gian nữa, và MSI cũng đã tính tới vấn đề này rồi, và hãng đã có làm sẵn cho anh em một phần mềm, và mình sẽ bật phần mềm này lên luôn. Phần mềm này có tên là Creator Center. Thì phần mềm này cũng la lá mấy cái phần mềm ở trên các mẫu laptop gaming MSI thôi. Thì đây anh em thể nhìn đấy là phần trăm sử dụng của CPU, phần trăm sử dụng của GPU này, đây là memory, và máy sử dụng một ổ SSD 512GB. Và mình cũng đã test tốc độ của ổ SSD này rồi, khi tốc độ đọc đạt hơn 1070, có tốc độ ghi thì hơn 1040, rất phù hợp so với anh em sử dụng ở mức độ từ thông thường cho đến hơi nặng một chút. Đây không phải là sản phẩm laptop hướng đến thuần gaming. Thì thường ấy, các sản phẩm thuần gaming sẽ có một nút gọi là kích hoạt chế độ Cooler Boost. Tuy nhiên thì mẫu laptop này không có, nhưng em vẫn có thể kích hoạt được thông qua phần mềm Creator Center này. Đó, và mình sẽ mở luôn phần mềm này. Đó, và sẽ có chức năng Cooler Boost. Anh em có thể nghe thử tiếng quạt nhé. Anh em thấy sao? Tiếng quạt cũng không quá là to đúng không? Đó, và mình sẽ tắt đi cho đỡ ồn. Mặc dù tiếng quạt không quá là to khi so với các sản phẩm khác, tuy nhiên tốc độ vòng quay không thể xem thường được khi có thể đạt được tối đa đến gần 6.500 vòng một phút cơ. Thì điều này sẽ giải thích cho việc tại sao máy mỏng như này mà vẫn có thể nhét được một chiếc CPU tương đối là mạnh và một chiếc cào đồ họa cũng tương đối là mạnh theo cùng. Cùng quay trở lại phần thiết kế đi, thì các sản phẩm của MSI trong 1 hoặc 2 năm trước luôn bị người dùng phàn nàn là việc bản lề của máy xuống cấp quá nhiều theo thời gian. Thì tuy nhiên MSI đã cải tiến rất là nhiều về phần bản lề rồi. Thì với chiếc mẫu laptop này, mình có thể mở được bằng một tay, hoặc là có thể mở hẳn ra 180 độ hoàn toàn dễ dàng và không hiện tượng rung rinh. Đó, rất là chắc chắn luôn. Thêm một điểm cộng nữa, đó chính là phần bàn phím. Mặc dù mẫu bàn phím này không được thiết kế bởi SteelSeries nữa, tuy nhiên nó vẫn giữ được rất nhiều các đặc tính tốt đến từ MSI. Hành trình phím này, mặc dù mình thấy nó hơi nâng một chút, thì tuy nhiên phím này có độ nảy tốt, thì khoảng cách giữa các phím tương đối là xa, và anh em có thể gõ văn bản trên chiếc bàn phím này hoàn toàn là thoải mái, không gặp bất kỳ hiện tượng gì, kể cả hiện tượng flex này. Ở tất cả các vị trí đều không hiện tượng flex. Thì đương nhiên rồi, máy được làm từ nhôm nguyên khối mà. Đó, và một quên một điều chưa kể, đó là tất cả các góc đều được cắt vát CNC cực kỳ bóng bẩy luôn. Và đây cũng là một màu sắc mới đến từ MSI luôn. Sẽ là thiếu sót khi không nhắc đến phần trackpad. Mặc dù cái phần chiều dài này tương đối là bé, thì tuy nhiên cái phần chiều ngang này lại rất rộng. Cảm giác gì anh em đoán sao? Tốt hay là tệ? Mình xin nói luôn, đó chính là cảm giác gì cực kỳ tốt. Kể cả mình đeo găng tay này, mình vẫn có thể di một cách bình thường. Đeo găng tay nhá, mình di còn cảm thấy mượt, và việc tháo găng tay ra di ấy nó còn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và mình xin khẳng định với anh em luôn, đây là một trong những mẫu laptop sở hữu trackpad tốt nhất trên thị trường hiện nay. Và đương nhiên rồi, vẫn có cảm biến vân tay. Thì cảm biến vân tay có trông nó hơi buồn cười một chút, nhưng mà không sao, có còn hơn không mà, tăng tính bảo mật đúng không? Và cuối cùng đó chính là thời lượng pin. Anh em đoán xem thời lượng pin có đủ ấn tượng không? Một cấu hình thì tương đối là khỏe đấy, không biết thời lượng pin ra sao nhỉ? Với một viên pin 3 cell 82 Wh thì MSI đã quảng cáo là lên tới 16 giờ cơ mà. Còn mình thì mình nghĩ đấy chỉ là quảng cáo thôi. Với công việc sử dụng mình hàng ngày, đó chính là việc lên YouTube, đọc comment cũng như là làm các báo cáo và soạn thảo văn bản, thì máy trụ được một ngày hoàn toàn một cách bình thường. Và buổi tối mình có mang về dùng thì máy vẫn hoạt động rất là ổn về buổi tối luôn mà.
Và mình cũng không thể bỏ qua được phần cổng kết nối, khi bên cạnh phải anh em sẽ có một cổng micro USB, hai cổng USB Type A. Bên cạnh trái sẽ có hai cổng USB Type C và đây là hai cổng Thunderbolt 3, một cổng HDMI và một jack audio. Thế máy dùng sạc ở đâu? Sạc không dây à? Đương nhiên là không rồi. Thì hai cổng Thunderbolt 3 này sẽ đóng vai trò như là một cổng sạc luôn. Anh em có thể cắm cổng bên trên, cắm cổng bên dưới, muốn cắm cổng nào là việc của anh em thôi. Và với hai cổng Thunderbolt 3 này sẽ mở rộng được rất nhiều với khả năng kết nối. Anh em có thể là mua các hub chuyển đổi này hoặc thậm chí sử dụng eGPU ngoài nếu anh em thích. Thế vậy thì tóm kê vé lại, ai sẽ lựa chọn mẫu laptop này? Nếu như là một bạn sinh viên hoặc là một bạn dân cày game muốn sử dụng một mẫu laptop của để cho hát trong thời gian dài thì mình khuyên không nên mua sản phẩm này. Nhưng nếu bạn là một bạn sinh viên khác mà có một túi tiền rộng rãi chẳng hạn mà không yêu cầu quá cao về cho hát trong thời gian dài, hoặc là một bạn doanh nhân muốn mua một mẫu laptop có hiệu năng cao và một thời lượng pin dài thì đây sẽ một sự lựa chọn không thể hợp lý hơn. Thì không để chơi game trong thời gian dài không nghĩa là nó không chơi game được. Các tựa game như kiểu LOL này, Dota này, CSGO này, game mẫu laptop này vả cho không trượt phát nào. Còn như PUBG thì chỉ dừng lại mức medium setting thôi nhá, hoặc là high setting thôi. Ultra thì hơi mệt đấy. Tổng kết lại, nếu anh em có dưới 40 triệu đồng, anh em sẽ lựa chọn mẫu laptop này không? Đừng quên để lại ý kiến một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Ui, anh ơi, áo em màu xanh này, cái mẫu laptop này cũng màu xanh này. Nhưng mà tuy nhiên màu xanh hơi khác nhau một tí. Thôi, kệ đi, đẹp mà.